Là địa phương giáp thủ đô Hà Nội, trên địa bàn có các khu đô thị lớn với các dịch vụ giải trí quy mô, các làng nghề gốm, hoa cây cảnh đa dạng phong phú đã đưa Văn Giang là điểm đến lý tưởng của du khách tham quan, trải nghiệm và vui chơi giải trí. Nếu như trước đây, du khách đến huyện Văn Giang ít có sự lựa chọn để tham quan giải trí, thì nay nơi đây đã là điểm đến thu hút đông đảo du khách bởi các loại hình du lịch đa dạng. Một làng nghề gốm cổ kính với bề dày lịch sử, với các sản phẩm đa dạng bắt mắt, một khu đô thị xanh Eco Park là một điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần dành cho những du khách muốn khám phá, thư giãn vui vẻ bên gia đình, tránh được những ồn ào, khói bụi của thành thị. Ở Vinhome Ocean Park 2 là tổ hợp đô thị, dịch vụ, giải trí, là một lựa chọn tuyệt vời để du khách có thể tận hưởng những giờ phút giải trí, tắm biển nhân tạo, thư giãn đầy thú vị cùng bạn bè và gia đình. Muốn trải nghiệm không gian hiện đại mang phong cách châu Âu thì đó là khu đô thị Ocean Park 3 với quần thể Mega Grand World, mô hình đầu tiên kết hợp giữa công viên giải trí với show thực cảnh 3D trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á và chuỗi các trải nghiệm kinh tế đêm. Lần đầu tiên đến với Ocean Park Văn Giang Hưng Yên thì em thấy là rất là đẹp và phong cảnh thì rộng rãi, hiện đại, rất là phù hợp cho cả gia đình đi chơi du xuân. Sau nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, du khách có thể tận hưởng trải nghiệm tham quan tại năm làng nghề hoa cây cảnh như làng nghề cây cảnh Phụng Công, hoa xuân quan, cam, quất, quýt, bưởi ở các xã Thắng Lợi, Linh Nghĩa, Mễ Sở. Ở những vùng hoa cây cảnh này, du khách vừa được ngắm đa dạng phong phú các loài hoa, cây cảnh mà không nhiều các địa phương trong cả nước có được. Cùng với đó là trải nghiệm với nông dân về cách trồng, chăm sóc cũng như mua sắm sản phẩm để trang trí cho gia đình. Tôi thấy thì ở Văn Giang có rất nhiều điểm du lịch khá là đặc biệt, ví dụ như là Eco Park hay là các vườn hoa ở Xuân Quan, Phụng Công. Thì thỉnh thoảng chúng tôi đến đây thì có mua sắm hàng hóa thì tại khu đô thị Eco Park. Và mua hoa, mua cây cảnh thì có thể đến Xuân Quan hoặc là Phụng Công, Văn Giang thì rất là đa dạng chủng loại và rất là thuận tiện cho việc mua sắm. Ngay trong năm 2024 này, địa phương đã có những cái chủ trương, quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như là rà soát, dành những cái quỹ đất để trồng cây xanh, bày hoa và cũng phải có những cái quy hoạch cái quỹ đất để có những cái là đỗ xe cho du khách đến tham quan và trải nghiệm tại. Thế mạnh khi đến với Văn Giang, du khách không phải di chuyển cung đường dài. Các loại hình du lịch quanh năm, mỗi thời điểm đều có những đặc trưng riêng, khác biệt về nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và mua sắm, trải nghiệm với hàng triệu lượt du khách, góp phần đưa giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 46%. Văn Giang sẽ quyết tâm đầu tư các hạ tầng khung giao thông và quy hoạch các cái điểm, các cái vùng để làm du lịch sinh thái. Tôi cũng đánh giá thấy rằng là về các cái hoạt động dịch vụ của Văn Giang là hiện tại đang có rất nhiều hạn chế. Thế thì trong quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là các quy hoạch phân khu chi tiết tới đây thì đều đã định hình, định dạng được những cái điểm để mà thu hút du lịch và cung cấp cái dịch vụ cho khách đến tham quan, trải nghiệm cũng như là mua sắm các cái sản phẩm của Văn Giang. Thì cái này chúng tôi sẽ hình thành trong tương lai và đặc biệt là trong năm 2024 và 2025.